Không có nỗi đau nào bằng cảnh sinh ly tử biệt, mất đi người mình yêu thương nhất. Kính thưa tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn thân mến, đây là lễ tang của anh Trịnh Vũ Linh. Anh không may bị đột ngột qua đời vào lúc 23 giờ 25 phút năm 2024, anh Hưởng Dương, 33 tuổi. Đây là những nỗi đau mất mát tang thương vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân. Đau lòng nhất đó là người vợ đầu ấp tay gối và các con. Kể từ đây, anh sẽ rời xa gia đình mãi mãi. Thay mặt cho tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị gần xa, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình tan quyến. Và cũng mong gia đình hãy nén bất sự đau thương, vượt qua những nỗi đau mất mát tang thương vô cùng to lớn như thế này, và cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của anh sớm được siêu thoát về với cõi vĩnh hằng, yên giấc ngủ ngàn thu. Nghe hung tin anh đột ngột qua đời, tất cả gia đình, người thân, hai bên nội ngoại, bà con hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa không thể nào tin được một người mạnh khỏe như anh lại đột ngột ra đi như thế này, để lại bao nhiêu sự tiếc nuối đau thương. Anh là một người con có hiếu thảo với cha với mẹ, một người chồng có trách nhiệm với vợ và các con. Vậy mà kể từ đây, cảnh sinh ly tử biệt, kẻ đầu bạc tiện người đầu xanh, 33 tuổi, hai con số này là con số mà con người chúng ta thường hay nói rằng 31 bước qua, 33 bước lại. Nhưng không ngờ anh ra đi với tuổi đời còn quá trẻ, để lại biết bao nhiêu tương lai phía trước còn dang dở mà anh chưa làm được. Vậy là kể từ đây, người vợ mất đi một người chồng đầu ấp tay gối và các con mất đi một người cha thương yêu mẫu mực. Không biết rồi đây các con, gia đình, người thân sẽ không còn gặp lại anh nữa. Đúng là cuộc đời quá vô thường. Đau lòng nhất đó là người ở lại. Dẫu biết rằng cuộc đời con người của chúng ta, ai cũng có một lần sinh và một lần tử. Có sinh thì phải có tử. Nhưng dù sao, suốt bao nhiêu năm qua, anh là một người con, một người trong gia đình hòa thuận hiếu thảo, mà ra đi đột ngột như thế này, hỡi ai mà không đau lòng cho được. Dẫu biết rằng con người sống là phải có số phận, ai rồi cũng sẽ ra đi là hết. Nhưng làm sao người mình yêu thương nhất ra đi đột ngột như thế này, ai mà không đau lòng. Một lần nữa, mong tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị xem cái video này thì hãy cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho anh Linh, 33 tuổi, cư ngụ tại Cà Mau, sớm được siêu thoát về với cõi Phật, phù hộ độ trì cho vợ con, cha mẹ, gia đình hai bên nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa được mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hơn. Vậy là còn chốc lát nữa thôi, vài phút nữa thôi là anh đã rời xa ngôi nhà suốt 33 năm. Giờ anh sẽ rời xa mãi mãi. Giờ những giây phút này đây, tất cả bà con hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đến đây thắp cho anh một nén hương thơm lần cuối, và sau đó tiễn anh một đoạn đường sau cuối ra mộ phần, đó là nơi anh dừng chân yên giấc ngủ ngàn thu. Đây là những chén cơm lần cuối người con, người trong gia đình dâng lên cho cha. Rồi mãi mãi sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Và lễ đưa tang diễn ra như thế nào, kính mong tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi và chắp tay cầu nguyện cho anh.